Xin chào các bạn. Trong bài học số 7, chúng ta đã khởi luyện và thực hành đánh nhịp 3-4 cơ bản. Ở bài học số 8 này, chúng ta tiếp tục khởi luyện và thực hành đánh nhịp 3-4 hoa mỹ. Và như thông lệ, mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung bài học hôm nay. Phần thứ nhất là khởi luyện nhịp 3-4 hoa mỹ. Nhịp 3-4 hoa mỹ ở đây chúng ta sử dụng tiết tấu nốt đen chấm dôi và 3 nốt móc đơn. Đây là sơ đồ của tay nhịp. Phách thứ nhất chấm dôi nửa phách thứ hai và 2 nửa phách của phách thứ ba. Mời các bạn cùng thực tập. Vừa rồi chúng ta đã xem sơ đồ tay nhịp 3-4 hoa mỹ. Gồm 3 phách, nốt đen từ trên đi xuống, chấm dôi sang ngang nửa phách, móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ đếm theo số phách. 1, 2 và 3 và 1, 2 và 3 và 1, 2 và 3 và 1. Bây giờ mời các bạn xem rát tay nhịp cùng với tiếng đàn trong câu nhạc khởi luyện. Vừa rồi chúng ta đã xem ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn. Bây giờ mời các bạn nhìn vào dòng nhạc khởi luyện và thực hành một mình. Bước sang phần thứ hai, bài học thực hành đánh nhịp. Bài học thực hành đánh nhịp 3-4 hoa mỹ hôm nay, như chúng ta thấy, là phần điệp khúc của bài thánh ca Ngũ Sắc Hoa Dâng. Đoạn điệp khúc này gồm có 2 câu, câu thứ nhất và câu thứ hai. Với tiết tấu và âm hưởng tương tự nhau, cho nên có phần đơn giản trong việc thực hành. Bây giờ mời các bạn xem đánh nhịp trước một lần. Xem đánh nhịp trước một lần, bây giờ chúng ta đi vào thực tập chi tiết. Vấn đề thứ nhất là khởi tấu, đoạn nhạc này khởi tấu ở chẵn phách thứ nhất. Vì vậy, tay nhịp của ca trưởng lấy hơi ở phách thứ ba từ dưới đi lên. Đây, muôn, hoa, sinh. Sang đến ô nhịp thứ hai và ô nhịp thứ ba là nhịp 3-4 hoa mỹ. Ở ô nhịp thứ hai thì hai tay của chúng ta dùng thủ pháp đối xứng song song.
Nhưng sang đến ô nhịp thứ ba thì cần phải tách tay để diễn tả sắc thái và ý nghĩa lời ca. Và rồi đến ô nhịp thứ tư là ô nhịp đảo phách, chúng ta dùng động tác đã quen. Phách thứ nhất, phách thứ hai, phách thứ ba và sang ô nhịp ngân dài ba phách. Bây giờ mời các bạn thực tập cả câu. Lấy hơi đây muôn hoa sinh, kính dâng lên mẹ, say trong tin yêu tiếng ca nhịp nhàng. Còn câu thứ hai tiếp theo chúng ta thấy tiết tấu hoàn toàn tương tự, và vì thế cách khởi tấu cũng như hoa mỹ giống câu một. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Như vậy là bài học số 8 hôm nay về thực hành đánh nhịp 3-4 hoa mỹ đã xong. Chúc các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ tay nhịp và thành công trong phục vụ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.